Xin kính chào anh chị nhà đầu tư Chào mừng anh chị nhà đầu tư đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z Ở trong chuỗi này AZFIN muốn gửi đến quý các anh chị những nội dung kiến thức cơ bản và nền tảng nhất Nhưng cũng không kém phần chuyên sâu để giúp các anh chị có thêm được những kiến thức trải nghiệm và cũng như là những cái sự thực tiễn áp dụng vào trong đầu tư một cách hiệu quả nhất mà không hề máy móc một chút nào. Ở trong phần 16, AZFIN Việt Nam đã gửi đến quý canh chị về ba sai lầm kinh điển trong việc áp dụng PE vào định giá cổ phiếu. Thì đến ở nội dung 17 này thì chúng ta sẽ có một nội dung rất hấp dẫn đó chính là đứng dụng PE vào Đầu tư cổ phiếu lựa chọn những cổ phiếu PE thấp có thể tăng giá bằng lần ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024. Đầu tiên, về cái định giá P/E thì đầu tư P/E thì có nhiều cách ứng dụng khác nhau và nó rất là phổ biến cũng như hiệu quả. Và cái hiệu quả nhất chính là đầu tư sử dụng đó là tìm kiếm những cổ phiếu có PE thấp nhất để có thể đầu tư, kỳ vọng rằng trong tương lai cổ phiếu sẽ được định giá lại với PE cao hơn để từ đó mang lại cái lợi nhuận cho nhà đầu tư, thậm chí có thể bằng lần, vài lần trong một khoảng thời gian 1 năm, 2 năm và 3 năm. Thực tế AZFin đã ứng dụng vào như thế nào? Thì uh, trao đổi cùng các anh chị trước đây thì AZFin Việt Nam đã ứng dụng vào rất nhiều các cái cổ phiếu từ quá khứ đến hiện tại ví dụ như Zfin ứng dụng vào cổ phiếu FPT với PE mua chỉ khoảng độ 7 lần giai đoạn những năm 2013 rồi là giai đoạn 2011 12 thì ấy đã ứng dụng vào cổ phiếu CAP của nông sản Yên Bái với PE mua lúc đó chỉ hơn 2 lần. Rồi là giai đoạn 2013 14 thì ứng dụng vào cổ phiếu Vico Stone hay cổ phiếu BMP Bình Minh với cái PE đâu đó chỉ 4 lần Ngày đó rồi ứng dụng vào cả các cổ phiếu như là công ty đá xây dựng C32 hay là công ty phú tài Ngày đó thì chủ yếu liên quan đến phân phối ô tô và đá xây dựng mà thôi Rồi tiếp theo những cái giai đoạn năm 2015 16 AZFIN ứng dụng vào rất nhiều đó là cổ phiếu RE Đó là cổ phiếu Ờ... Uh, VSC đó là cổ phiếu DVP và rất nhiều các cái cổ phiếu khác nữa và kết quả rằng sau một thời gian dài thì cái cơ hội của những cái cổ phiếu đó tăng bằng lần là khá nhiều và gần đây nhất là vào ngày 21 tháng 11 năm 2022 AZFIN đã lên một cái clip top 5 cổ phiếu PE dưới 4 đáng chú ý À, rất công khai và có hơn 22.000 lượt xem sau hơn một năm ở trên kênh YouTube chứng khoán TV AZFIN Việt Nam. Ở đây chúng tôi cũng dựa vào chỉ tiêu đó là áp dụng lựa chọn những cổ phiếu PE dưới 4 nhưng mà phải hấp dẫn nhất. Thì đó là những cổ phiếu ví dụ như PAT thì tính đến ngày mùng 1 tháng 2 năm 2024 tức là thời điểm hôm nay làm clip thì lợi nhuận lên đến 35,8% bằng việc trong thời gian đó đã nhận lượng cổ tức lên đến khoảng gần 30.000 đồng. Thứ hai là cổ phiếu CSV thì tính đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 thì lợi nhuận là 99,8%. Và cụ thể cái hình phía dưới đây chính là một phần CSV chúng tôi cũng đã có mua và một bạn khán giả cũng đã mua sau cái clip đó. Thì bạn ấy mua giá vốn là 27.825 đồng và bạn ấy gửi cái này lên choi um, cho Zfin vào ngày cách đây 2 3 hôm gì đó thì giá cổ phiếu đã là 55.900 đồng, tức là lợi nhuận hơn 100%. C, CSV Thì hồi đó CSV Đâu đó định giá PE có 2.5 Đến 3 lần mà thôi Rồi tiếp theo cổ phiếu Đạt Phương Lúc đó thì định giá cũng chỉ có PE bằng khoảng hơn 2 lần thôi mà trong khi kết quả kinh doanh khá tốt riêng mảng thủy điện thôi cũng đã xứng đáng có cái giá cao hơn toàn bộ giá công ty rồi chưa nói đến các mảng xây dựng và bất động sản nữa thì tính đến ngày mùng 2 tháng 1 2024 lợi nhuận lên đến 85,25% anh chị có thể kiểm kê kiểm tra lại trong cái clip này vào ngày 22 21 tháng 1 năm 2022 clip lên và đến ngày mùng 2 tháng 1 2024 này thì tính hiệu quả. Và cổ phiếu Techcombank giai đoạn đó cũng vậy. Lúc đó giá khoảng nhìn 22 một chút. PE của Techcombank lúc đó chỉ có khoảng độ 3.7, 3.8 thôi. Thì tính đến ngày mùng 2 tháng 1 2024 lợi nhuận là 55,1%. Hay là cổ phiếu DGC, anh chị có thể nhìn thấy đây. Giá sàn. Phiên hôm đó là 51.100 đồng Nhưng mà chúng ta trừ đi 4.000 hay 5.000 cổ tức gì đấy thì tương đương với giá vốn chỉ khoảng độ 46.000 thì đến ngày đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 lợi nhuận là 95%. Như vậy có thể thấy rằng chỉ sau 1 năm 2 tháng, 1 năm 2 tháng mà thôi, lợi nhuận của danh mục này trung bình đã khoảng độ hơn 60 gần 70% 70% so với index đâu đó tăng mới chỉ được khoảng độ chưa đến 30% mà thôi. Và ở trong cái báo cáo chiến lược năm 2023 của chúng tôi đạt lợi suất 36,3% vượt trội hoàn toàn so với mức thị trường tăng có hơn 12% tức là gấp gần 3 lần. Thì trong số đó thì cũng có tới 7 trên 10 cổ phiếu được định giá với PE rất thấp để chúng tôi đưa vào danh mục và chính cái chủ đề của báo cáo chiến lược năm 2023 chúng tôi cũng đưa ra rất rõ đó, đó là tập trung vào định giá tức là chọn những cái cổ phiếu có định giá PE PB thấp mà lại có triển vọng kinh doanh tốt từ đó có thể mang lại cái lợi nhuận rất cao hay là cái báo cáo chiến lược năm 2024 vừa mới giải ngân vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 thì đến nay đến hết ngày mùng 2 này lợi nhuận đâu đó đã được khoảng độ hơn 9% so với index chỉ khoảng 6% và dựa trong số đó thì có tới một nửa cổ phiếu định giá PE rất thấp có thể kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng cao và ở đây cũng là một cái danh mục chúng tôi nắm giữ rất lâu dài rồi Lâu dài nhất là FPT Chúng tôi cũng nhớ rằng mua lô đầu vào 2013 Và cứ liên tục mua Cứ lúc nào rất rẻ, sập sâu Thì chúng tôi lại mua Thì đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2 Mùng 1 tháng 2 năm 2024 này thì FPT cũng đã có mang lại lợi nhuận tới 620,88%. Tất nhiên đây là cả một cái quá trình rất dài và không phải là chúng tôi nắm được quá nhiều FPT đâu Bởi vì lâu nay cổ phiếu FPT khi mà giá cũng định giá PE hai mấy lần thì chúng tôi cũng dừng mua rồi Thì tỷ trọng FPT trong danh mục của AZFIN thì thực sự nó cũng không phải quá nhiều đâu Nó vừa vừa thôi Hay là trong cái báo cáo tích sản của AZFIN, tích sản hàng tháng 11 cổ phiếu Thì trong đó có cổ phiếu FPT chúng tôi cũng mới tích được có hơn 1.000 trong 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 tích sản cổ phiếu thôi ngàn 1.105 cổ còn đây là cái danh mục đầu tư rất lâu dài từ ngày xưa thì tất nhiên nó cũng nhiều hơn nhưng mà nó cũng không phải là quá lớn đâu còn cổ phiếu ACB thì chúng tôi cũng mua từ năm 2020 và giữ đến tận bây giờ Qua rất nhiều thăng trầm chúng tôi vẫn chưa bán và không có ý định bán à, trong ít nhất vài năm nữa bởi vì ACB hiện nay cũng là một cái cổ phiếu có cái lợi nhuận tăng như kiểu là uh, trái phiếu nhưng mà cái lợi tức lại tăng theo thời gian. Ví dụ năm ngoái chúng tôi nhận 1.000 đồng tiền mặt, năm nay cũng 1.000 nhưng mà năm ngoái chia thêm 15% cổ phiếu. Tức là số lượng tiền năm nay đã nhận được cao hơn 15%. Hay là cổ phiếu MB thì chúng tôi cũng thấy rất rẻ vào tháng 5 năm 2023 và chúng tôi cũng mua vào cho cái danh mục này. Lúc đó PE chỉ có hơn 4 lần thôi. Còn đối với ACB mua năm 2020 thì PE chỉ 5 lần, PB thì một lần. Còn FPT thì mua cứ khi nào PE dưới 12 ở danh mục này thì chúng tôi mua. Thế do đó cũng rất lâu rồi là chưa được mua FPT thêm. Thế cho nên lợi nhuận nó mới cao như này. Còn nếu mà mua thêm FPT thường xuyên thì lợi nhuận nó lại không cao như thế này đâu. Đúng không? Thì trên đây chính là những cái minh chứng hùng hồn và thực tế nhất là chúng tôi cũng đã đầu tư với các cái cổ phiếu PE rất thấp và mang lại cái kết quả kinh doanh rất cao. Và đặc biệt ở trên đây quý vị có thể nhìn thấy đa phần những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu đầu ngành xuất sắc mà lại có PE thấp nhiều lúc đến khó tin. Ví dụ như MB tháng 5 năm 2023 PE dưới dưới 4 lần. Hay là uh, Techcombank PE dưới 4 lần vào tháng 11 năm 2022. Đúng không ạ? Hay rất nhiều các cái cổ phiếu PE chỉ bằng 3 4 lần mà thôi. Thì lúc đó chính là cơ hội của nhà đầu tư giá trị chúng ta tiếp theo nhưng không phải trường hợp nào PE thấp cũng ngon cả. Có những trường hợp PE thấp đó chính là một cái bẫy. Ví dụ ở đây là trường hợp của công ty Vimeco, VMC thì năm 2017 công ty này có bán đi cái tòa nhà của mình thì ghi nhận lợi nhuận đột biến, tổng lợi nhuận lên đến 230 tỷ, trong khi bình thường lợi nhuận công ty này chỉ đâu đó khoảng 2 30 tỷ thôi, không được đáng kể nhưng mà đùng một cái lợi nhuận tăng gấp gần 10 lần và giá cổ phiếu cũng tăng rất điên. Thì đến đầu năm 2018 khi kết quả kinh doanh 2017 đưa ra Thì PE, VME lúc ý chỉ có 1.7 đến 2.4 lần Chứ không phải toàn bộ 2.4 lần đâu nhé Lúc cao nhất mới là 2.4 còn trước đó chỉ 1.7 lần Và nhà đầu tư nào mà ham rẻ nhìn thấy PE thấp mà mua vào trường hợp này Thì 2 năm sau đã lỗ tới 70% 70% Nguyên nhân là bởi vì Ồ, oh, năm 2018 Đầu 2018 thì kết quả 2018 17 thì lợi nhuận đó đã hoàn toàn đột biến một lần và những năm sau không còn nữa. Thế thì những năm sau không còn nữa thì lợi nhuận chỉ về 30 tỷ, 40 tỷ, 20 tỷ mà thôi. Thì khi đó định giá PE không phải là 1.7 đến 2.4 lần nữa mà là 10 10 đến 15 lần. Thậm chí 20 lần thì khi đó lại trở nên quá đắt đỏ và giá cổ phiếu sẽ giảm rất là sâu. Vậy thì cái câu chuyện của chúng ta ở đây chọn cổ phiếu PE thấp sao cho hiệu quả đấy? Thì trước tiên, PE thấp ở đây phải là PE cốt lõi, tức là tính trên cái lợi nhuận thông thường của doanh nghiệp đó, chứ không phải là tính trên lợi nhuận đột biến như trường hợp của Vimeco và loại bỏ hoàn toàn các cái yếu tố bất thường. Thì từ đó chúng ta được có mới có được cái chỉ số PE phù hợp PE chuẩn. Thứ hai là triển vọng của doanh nghiệp trong tương lai vẫn tương đối tốt Hoặc là trong tương lai họ có thể là lợi nhuận họ giảm Nhưng mà vì PE họ quá thấp Ví dụ PE họ chỉ bằng 2,5 lần, 3 lần Thì năm sau lợi nhuận họ có thể giảm đột biến giảm khoảng 40% Thì PE cũng chỉ lên 5 lần là vẫn hấp dẫn Nhưng mà cái kết quả kinh doanh là vẫn phải duy trì được ít nhất như thế trong tương lai dài Và thứ ba PE thấp toàn diện so với quá khứ của trình nó So với trung bình của thị trường chứng khoán và so với triển vọng vẫn tốt của chính cổ phiếu đó thì từ đó chúng ta mới chọn được một cái danh mục PE thấp mà có cơ hội có thể tăng giá bằng lần, thậm chí rất nhiều lần trong thời gian 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc nhiều hơn một chút. Anh chị lưu ý là như thế, chứ không phải cứ bất kỳ cổ nào PE thấp chúng ta cũng mua vào và chúng ta có lợi nhuận đâu, không hề có chuyện đó anh chị lưu ý một điều như vậy nhé lưu ý như vậy đó thì chúng ta mới có thể áp dụng một cách hiệu quả được đó đó chính là những cái nội dung azf muốn gửi đến tất cả các cái quý vị nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán để sao cho uh, quý vị có thêm kiến thức áp dụng vào cho hiệu quả và quý vị cảm thấy yêu thích những cái nội dung này thì hãy uh, follow kênh cũng như là chia sẻ những cái clip này đến với nhiều người thân của chúng ta hơn những người mà yêu thích cái đầu tư giá trị để từ đó lan tỏa thành công đến với toàn bộ các nhà đầu tư của chúng ta tiếp theo thì uh, quý anh chị nhận thấy hiện nay có cổ phiếu nào có pe thấp và hấp dẫn hay không Hãy để lại comment bên phía dưới và chúng tôi hỗ trợ quý vị. Còn tất nhiên với góc độ ấy rất thì chúng tôi cũng đang nắm trong tay rất nhiều các cái cổ phiếu PE thấp và hấp dẫn có cơ hội tăng trưởng uh, thậm chí bằng lần trong năm 2024 và 2025. Xin mời để lại comment phía dưới. Còn uh, nhiều quý vị quan tâm đến những cái cổ phiếu có thể tích lũy lâu dài mang lại cái dòng tiền lớn bền vững trong tương lai chẳng hạn thì quý vị có thể tham khảo cái cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị này khi vào đây thì quý vị về cơ bản là cũng chỉ mất một chút chi phí nhỏ thôi còn đâu chúng tôi free tất cho quý vị ở trong đó có danh mục gần 40 mã để quý vị có thể tích sản và cũng xin nói thêm đây là một cái cộng đồng chúng tôi lập ra là để hỗ trợ cộng đồng chứ không vì mục đích lợi nhuận lưu ý là như vậy nhé xin chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở nội dung tiếp theo